Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Em vừa bóc thùng cái con PL2.12, test luôn cho anh em và tí nữa mở nội thất. Con này thì test cho anh bác khách này cũng ở đây, anh An Biên, An Nông, Tịnh Biên. Con này thì em sẽ 2.12 là 7.2 triệu, em sẽ bao ship cho bác. Con này giá 7 triệu anh em nhé. Thêm 200.000 nữa là em bao ship. Bác này chắc trước cũng đã mua hàng bên em rồi. Đấy, PL2.12 này giá 7 triệu anh em nhé. Tí sẽ mở nội thất theo nhu cầu của bác. Đấy, bây giờ đầu tiên là phải test trước đã. Vừa bóc hộp xong anh em nhé. Đó. Rồi, ok, để em làm tí nhạc anh nhé. Rồi. Đó, làm tí nhạc. Đây là một kênh này. Ok, kênh 2 này. Đó, ok cho anh em. Đó. Test từng kênh anh em nhé. Đó. Đó, một kênh này, kênh 2 này, hai kênh cùng lên nhá. Đó anh em nhá. Ok nhá. Con này đánh rất lực anh em nhá và khỏe. Tiếng con này cực kỳ hay luôn nhá. Trên là PL2.12, dưới là PL2.18. PL2.18 thì 1800W anh em nhá. Con này 1200W thôi. Đó. Em nghe cái chất âm. Đấy, em nghe chất âm, nghe phê không ạ? Chắc nịch luôn anh em nhá. Rồi ok. Tiết vậy xong anh em nhá. Đó. Kênh 2. Tiết con này rất là nhanh anh em nhá, rất là nhanh. Và con này thì như anh em đã thấy, đằng mặt sau thì em đang cắm trực tiếp nhạc vào nó và đánh ra loa luôn anh em nhé. Để chế độ stereo. Đó. Ok chưa? Để chế độ stereo. Rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Có new trick và cầu xoắn. Và bây giờ thì em sẽ tháo nội thất cho anh em xem nhé. Quân tháo nội thất cho anh đi. Đầu tiên là phải rút cái dây nguồn này ra đã. Đó. Rút dây nguồn anh em nhé. Dây nguồn. Dây nguồn này thì anh em có thể là bỏ mất một cái tròn này đi để hai cái này đều được. Đó. Nếu mà anh em nhà có ổ tiếp mát thì cắm cái này thì nó ok nhất anh em nhé. Dòng này là cái mạch của nó là sử dụng mạch CLH và năm vỉ mạch anh em nhé. Con này em giới thiệu nhiều rồi. Dòng này em thấy là con này tiếng rất hay anh em nhé, rất hay. Anh em đánh súp cũng được. Với cái tầm công suất như này thì anh em có thể đánh được súp kép coi 100. Hoặc là anh em chơi full đôi. Full đôi 40 đấy, coi 100 đều chơi được anh em nhé. 1200W một kênh ở chế độ 8 ohm. Đó. Thì 4 ohm nó rơi tầm độ hơn 2000W một tí. Đó. Nó có hai loại ốc, một 6 cạnh và một loại là 4 cạnh. Đó. Anh em nhé. Dòng này là cái chất âm nó rất là hay. Tại sao tí nữa em mở nội thất xong em sẽ phân tích cho anh em. Và cũng nói thật ra này, phân tích quá nhiều rồi anh em nhé. Ốc này là chưa mở một lần nào đâu anh em nhé. Bây giờ mới là mở này. Đấy, bây giờ mới là mở này. Đấy, bây giờ mới mở anh em nhé. Dòng này thì nói chung là mà theo cái nhu cầu của bác khách này, bác ấy thích mở ra xem nội thất nó như nào thì em mở thôi, chứ còn đâu video em mở rất là nhiều rồi em nhé. Về nhà anh em có thể là cào cái mã này ra. Đấy. Ok chưa? Cào này mã này ra. Em kích hoạt bảo hành con này mã đầu là 4882 này. 8521 này. Bác về bác cứ đây này. Bác cứ đúng cái mã này thì bác chơi thôi. Chuẩn nhá. Chuẩn mã luôn đấy. Đấy, và đây là cái nội thất của nó đây. Cái biến áp đây anh em nhé. Biến áp này tầm khoảng độ 20 phân. Đó, 20. Đấy, sò thì sử dụng sò Toshiba anh em nhé. Tất cả là đều là sử dụng sò Toshiba. Đó. Nói chung là dòng sò này thì anh em khỏi phải nghĩ rồi. Đấy, tất cả linh kiện là linh kiện chân cắm hết anh em nhé. Linh kiện chân cắm hết. Đó. Thì với cái này thì nó rất là bền. Linh kiện chân cắm và thay thế nó cũng dễ anh em nhé. Anh em không phải nghĩ, lo nghĩ gì cả. Đấy. Tụ trở toàn 5 vạch màu hết anh em này. Đấy, anh em nhìn có thấy nét không? Quá nét luôn. Đó. Con này thì có mạch khởi động nguồn mềm anh em nhé. Đây này, nó có một cái biến áp riêng. Thì nó sẽ cấp trực tiếp cái điện vào cái biến áp này. Nó sẽ nuôi cho cái mạch khởi động mềm.
mà nó không qua cái biến áp này nữa anh em nhé. Khi nào nó kiểm tra ok thì bắt đầu nó mới đóng nguồn để cho cái nguồn điện nó vào cái biến áp này. Rất là an toàn đúng không ạ? Nói chung là rất ít cái cục đẩy có khởi động mềm như này nhé. Đó. Thêm nữa là tụ nó rất là tụ rất lớn. Tụ của nó là 100V và 10.000mi nhé. 8 tụ. Như nhiều con khác là nó tầm khoảng độ thêm 12 tụ, thêm 4 con nữa. Nhưng mà những con này nó chỉ cần 8 tụ thôi, vì tụ nó cao, với tụ của nó là dung lượng rất lớn, 100V. Đấy, điện áp rất lớn nhá, 10.000mi. Đó, ok chưa ạ? Sò đồng bộ nó tô rồi. Và con này thì nó sử dụng đến 52 sò anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 52 sò cả bù áp. Đó. Với con này thì tại sao nói tiếng nó hay? Vì nó sử dụng cái con MGE này. 1503 này. Đấy. MGE 1503 này, con này ra tiếng rất là hay anh em nhé. Đấy, rất là nhiều. Ra tiếng rất là hay. Và dòng này thì là dòng 5 vỉ mạch. Đâm ra là cái tiếng của nó rất là tuyệt vời anh em nhé. Đây, 5 vỉ mạch tại sao nói đây? Nó có một cái vỉ nữa để vì xử lý tín hiệu. Và cái vỉ này ấy là cái vỉ mà nó kiểm tra đầu vào rồi ra xuất ra đầu ra như thế nào anh em nhé. Đấy, nói chung là vỉ này là vỉ xử lý tín hiệu. Bình thường những cái vỉ này ấy, nó ăn liền vào trong cái mạch công suất, đúng không ạ? Anh em thể thấy nó ăn liền với mạch công suất, nhưng mà với con này thì nó rời luôn. Nên hàng 5 vỉ mạch mà anh em cứ xem những hàng bãi người ta bán ấy, nó rất là đắt, đắt hơn những mạch bình thường anh em nhé. Đắt hơn những con bình thường. Cái hàng 5 vỉ mạch này thường là đắt hơn những cái mạch bình thường. Đó. Và đây là hàng mới anh em nhé, nguyên thùng nguyên hộp. Vừa bóc thùng này ra xong này anh em này, thùng 2 bìa cắt tông này. Đấy. Và quạt thì sử dụng lên tới 4 quạt gió. Thì 4 cái quạt gió này thì anh em yên tâm về cái độ mát rồi, đúng không ạ? Yên tâm về độ mát của nó. Đấy. Nói chung là chơi cái con này thì anh em thật ra với anh em là khỏi phải nghĩ luôn. Và em đã có video đo công suất thực tế con này, nó rơi tầm khoảng độ 1150W, hoặc đỉnh của nó là lên 1200 anh em nhé. Đỉnh nó lên là 1200, còn nó bình thường là 150W. Đấy. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái bo rời của nó đây. Đấy, bo rời nhìn nó khá là khủng khiếp đây này anh em nhé. Đấy, anh em nhìn linh kiện này, nó to, nó dày kinh khủng luôn, toàn linh kiện to anh em nhé. Nó chở này, nhìn nó chi chít luôn. Đấy, toàn chở 5 vạch màu anh em nhé, đẹp. Kể cả những con diode của nó rất là to anh em nhé, những con diode này cực kỳ to luôn. Sao lại làm to thế? Bình thường những con khác thì nó bé anh em nhé, phải nó bé đúng không? Dòng này thì nó to kinh khủng luôn. Đó. Nói chung là to. Đấy, mỗi một đầu ra đều có một dơ le bảo vệ. Và có các cầu chì, hai cầu chì nhá. Đó. Cho mặt trên, mặt dưới. Đó. Thì dòng này thì anh em chơi thật sự với anh em là khỏi phải nghĩ rồi. Súp kép nó còn chơi được anh em nhé. Súp kép quay 100 là chơi ngon. Đấy. Nó phun đôi thì thoải mái rồi. Anh em nhé, em đã có rất nhiều video đánh phun đôi rồi. Mà nhiều anh em sử dụng phun đôi rồi. Thanh... tản nhiệt của nó thì lại màu đen anh em nhé, nhôm màu đen, đây là nhôm và cũng rất là dày. Đó. Con này thì giá hiện tại là 7 triệu anh em nhé. Bác khách này thì mua hàng rồi thì anh em để cho bác với giá là 7 triệu 2 này em sẽ bao ship. Con này nặng tầm 27, đóng vào là tầm 28 cân cả thùng anh em nhé. 27, 28 cân, nó khá là nặng ấy, không nhẹ đâu, nhìn thế này thôi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó, ok, em làm video mở hộp nhanh thôi. Thì đằng nào bác này cũng thích là phải mở hộp cho bác xem nào, và em đọc cái mã về bác check đúng như đây là được anh em nhé. Về là ok. Ok, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em những clip lần sau. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.